Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàn Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ sở chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều. Chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Chương 8. Đức Chúa Giê-xu lên trên núi Olive. Nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Mô-sê có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pha-ri-si bèn nói rằng:
thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ, và không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy Thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi. Nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao Thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà Con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thưa rằng:
chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám há không phải sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng, bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi. Áp-ra-ham là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết, thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta. Người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng, thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chương 49. Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ru-bên, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng. Con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha, bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tán lạc họ trong dân Israel. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giu-đa là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch. Dan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Dan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cưỡi phải té nhào. Hỡi Jehovah, tôi trông ơn chưởng cứu của Ngài. Con Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do nơi A-xe có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Joseph là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.
kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé. Ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng: cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ephron người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la ngang Mam-rê thuộc về xứ Ca-na-an mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephron. Ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chương 50. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn, Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm xông cho xác cha. Thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc. Dân Ai Cập khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tang rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pharaoh rằng: nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaoh nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng: này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi rồi sẽ trở xuống. Pharaoh bèn phán rằng: hãy trở lên chôn cha ngươi y như lời người đã bắt thề đó. Joseph dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaoh, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Egypto, hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Goshen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của A-tác ở bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tác thì nói rằng: ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ê-díp-tô đó. Bởi cớ ấy, người ta gọi cái sân này tên là Aben Mitraim ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mam-rê mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Ephron người Hê-tít để dùng làm mộ địa. Chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng: có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng: trước khi qua đời, cha em có trối rằng: hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng: các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi,
hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi, người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasse nữa. Kế Joseph nói cùng các anh em rằng: em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Jacob biểu các con trai của Israel thề mà rằng: quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.